Ngân ơi, sắp mưa rồi, thôi cất bánh đi. Vâng, sắp mưa rồi đấy mẹ. Mẹ, mẹ đi vào đi, mưa ướt hết bây giờ. Chả biết hai thằng độ này thế nào, chả thấy thằng nào gọi điện về cả. Không biết nó bận cái gì mà thằng Trung cũng chả thấy gọi, mà thằng Hiếu thì cũng không. Alo, Hưng à, tình hình thu hoạch mùa của bà con thế nào rồi? Nói anh em cố gắng nhá. Anh sẽ huy động thêm người. Rồi rồi, rồi. Này, làm gì đây? Bị dưới cái giờ cầu à? Bạn với bè vả vào mặt bạn bốp 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 như thế, thế mà cũng gọi là bạn thân à? Đến bữa mà thiếu cái món dưa cà của nhà mình ấy, cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Cô Ngân cho cháu thêm 5.000 cà nữa đi. Có ngay. Thích thì cũng ăn vừa phải thôi, không có là nhiệt miệng đấy. Nhưng mà nó cứ bon mồm bà. Mẹ ơi, thế mai con với mẹ nấu thêm chè giải nhiệt đi. Ôi dồi ôi, thế thì tiền của cái xóm này chảy hết vào nhà bà. Vài cái đồng bạc dưa cà thì đáng gì, góp gió thành bão, tích tiểu thành đại. Đến này bà với cô cứ đủng đỉnh, chả phải lo hai cái thằng cháu nó chu cấp. Đây, đây, cháu xin. Nhà mình còn cà không bà ơi? Ơ, Trung. Trung về đấy à? Bà, cái thằng này, sao vậy mà chả báo trước cho bà gì cả? Trung à, chuyến này về lo mà lấy vợ đi nhá. Này, về lâu không cháu? Dạ, cháu tranh thủ về thắp hương cho bố cháu xong, cháu lại đi luôn. Vừa mới về đã nói đi luôn được. Tại cháu mới nhận công tác ở trên kia, còn nhiều việc lắm bà. Thôi, về được là tốt rồi. Chị chạy ra chợ xem có cái gì ngon mua về cho cháu ăn. Vâng. Bà có khỏe không bà? Khỏe lắm. Khoản 1, điều 27, luật đo đạc và bản đồ năm 2018 quy định về hải đồ như sau. 1. Hải đồ được thành lập cho vùng nước, cảng biển và luồng tuyến hàng hải vùng biển. Như vậy, hải đồ là một dạng biểu diễn đồ họa của một vùng biển hoặc các vùng biển lân cận khác. Đồng chí Hiếu. Dạ. Đồng chí có mấy tiếng để ngủ? Dạ 8 tiếng ạ.
Vậy tại sao ngủ gật trên lớp hả? Dạ báo cáo đồng chí đại đội trưởng, đặc sản của phòng tôi là ngáy và nghiến răng được ạ. Thế nên là tôi không ngủ được ạ. Vậy đồng chí chọn hình thức xử phạt đi. Dạ báo cáo đồng chí đại đội trưởng, có cách nào để không bị phạt không ạ? Đồng chí cho biết, nhìn vào tỷ lệ hải đồ thì nó biểu hiện điều gì? Dạ, báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi cho rằng nó thể hiện độ sâu của nước, đặc điểm tự nhiên của đáy biển, chi tiết đường bờ biển và những mối nguy hại của hàng hải. Ngoài ra thì còn theo dõi được thủy triều và dòng chảy, và cho chúng ta thấy được những công trình được kiến tạo bởi bàn tay con người, ví dụ như là cầu cảng, bến bãi, hải đăng và rất nhiều những công trình xây dựng khác ạ.